xong lên đèn đó, nó có mấy màu luôn mà. Tắt hết mấy kia đi, nó lên cho đẹp. À quá dữ hả? À đúng, chậm thế. Ừ, nó hơi chậm, do nó phải tiếp nguồn. Không, thật ra là cái bấm này luôn, không mà có remote để tắt nguồn đó. À y với cái quạt vậy á. Ừ, sau đó mình cho một cái pin chờ. Pin cho remote á. Mấy màu không? Là một màu. Ba màu. Rồi một quạt thì cánh quạt nó tè. Ghê á. Gồm này luôn hả? Giờ phải có remote. Lấy máy lạnh xài đá đi. Máy lạnh xài chung không? Không, máy lạnh xài bên bự hả? Remote để chạy pin không về 232. Ôi remote này sao mà chạy pin nhỏ. Chưa test được bung quạt ra chứ. Thử. Chơi thử bung quạt rồi cái cho nó sắc màu rồi lên chứ. Rồi, ngon. Kế bên. Đúng rồi nó đó.
cấp. Ok. Nó treo lên được, có điện là ok rồi. Còn đèn sáng rồi. Ờ, đèn là sáng rồi. Chưa nhận công tác, chưa nhận. Đúng rồi. Này chắc này còn thao tác gì luôn trời. Gắn là được là viên mãn rồi. Ok. Ok, chào và hẹn gặp lại cái video sau. Nhớ like, đăng ký, hãy tiền ủng hộ Trí Xịt Tiên Dừa và Xịt Tiên Đen. Bye bye.